Xin thân ái chào tái ngộ đến tất cả quý vị đang xem cái show Lửa Hồng. Và cái show mà bò đúc lò, tức là Rose Beef đã chiếu trên đài truyền hình, thì Xuân Hồng hứa với quý vị là Xuân Hồng sẽ cùng với quý vị làm món khoai tây đúc lò để mình ăn kèm với bò, đúng không nè? Ăn kèm với thịt bò đúc lò. Thì hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp để làm món khoai tây đúc lò để mình ăn kèm với món Rose Beef. Mời quý vị vào bếp. Và để làm cái món khoai tây đúc lò, quý vị, rất là dễ làm. Đây là khoảng 6 đến 10 củ khoai tây. Khoai tây hiệu nào cũng được hết, quý vị mua về ha, gọt vỏ sạch sẽ đi, cắt từng lát mỏng như thế này, cho vào thau nước lạnh. Và trong thau nước lạnh đó, quý vị nhớ vắt cho Xuân Hồng một miếng chanh để cho cái khoai tây mình nó không có thâm đen, nó đẹp như thế này quý vị. Rồi quý vị ngâm trong đó khoảng 10-15 phút đồng hồ, rồi mình rửa sạch để ráo như thế này. Đây là khoảng 8 củ khoai tây Xuân Hồng đã thái, gọt vỏ, thái lát, ngâm trong nước lạnh có chanh, sau đó mình rửa sạch và để ráo. Rồi đây là khoai tây nha quý vị. Bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ nói đến là những vật liệu khác. Thì cái món khoai tây đúc lò này đó, quý vị tưởng tượng đi, mình đúc trong, mình trải khoai tây trong một cái mâm như thế này, rồi mình đúc vào lò cho nó chín, mà trong nó có cheese, có sữa tươi này nọ, nó ngon lắm quý vị. Ăn kèm với món thịt bò đúc lò nó hợp nhau vô cùng. Bây giờ mình bắt tay vào làm nha. Thì ngoài cái món, ngoài 8 đến 10 củ khoai tây mình thái lát như thế này, thì chúng ta có thêm là một củ hành tây nữa. Quý vị nhớ lấy một củ hành tây nè, gọt vỏ, rửa sạch sẽ nha. Bây giờ mình sẽ thái hạt lụng như thế này đây quý vị. Không cần thái nhỏ quá đâu, quý vị thái to to cũng được, tại vì hành tây mà mình xào lên á thì nó mềm lắm rồi, không cần quá nhỏ, quý vị, hành tây là nó loại mềm mà ha. Đó, rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ thái ra thái lại như thế này. Rồi cái cuốn thì Xuân Hồng cho dục đi nha. Đó, quý vị cứ thái một củ hành tây ra như thế, rồi chúng ta cho vào tô trở lại nè quý vị. Cái món khoai tây đúc lò này quý vị có thể ăn với bò nè, ăn với thịt gà cũng ngon nè quý vị. Những dịp lễ đó, mình nhà hay có tiệc tùng đó, thì mình làm cái món này ăn kèm, gọi là side dish đó quý vị, ngon lắm. Đó, quý vị thái không cần nhỏ quá đâu, to to như thế này cũng được. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho đây. Bước kế tiếp là Xuân Hồng có một cây bơ, muối tiêu và 3 cấp sữa tươi. Có 3 cấp sữa tươi nha quý vị. Rồi ngoài ra Xuân Hồng có 4 muỗng canh bột mì. Thì bột mì all purpose flour đó quý vị, đông vơi vơi như thế này đây, 4 muỗng canh nha. Rồi chúng ta có cheese. Cheese thì hiệu nào cũng được, loại nào cũng được hết. Quý vị dùng cho Xuân Hồng là 3-4 cấp cheese, tùy theo ý thích của mình nha. Cho cheese nhiều hay ít tùy theo, nhưng mà Xuân Hồng cho 3 cấp rưỡi lận đến 4 cấp cheese. Rồi đây là bột bột xù, tức là vụn bánh mì đó quý vị. Mình rải lên trên mặt cái khoai tây đúc lò để cho nó giòn, nó vàng, nó thơm hơn. Rồi ngoài ra chúng ta có parsley. Parsley là những cây ngò của bên chợ Mỹ đây nè. Thì parsley quý vị cũng để hồi nữa Xuân Hồng cùng với quý vị thái nhuyễn ra, rồi trộn chung với cái khoai tây để mình đúc lò cho nó thơm thơm, màu sắc cũng đẹp nữa. Bây giờ là Xuân Hồng với quý vị phải qua cái bếp, sau đó mình sẽ lấy cây bơ này mình phi cho thơm lên, cho hành tây vô xào lên. Xào lên sau đó quý vị cho bột vào, sau đó quý vị cho chi, cho sữa tươi, cho các thứ gia vị vào thôi quý vị ha. Nêm cho vừa ăn, và sau đó là mình mới bắt đầu mình trộn với khoai tây để mình đúc lò. Cảm ơn quý vị nhiều lắm, vẫn theo dõi cái show Lửa Hồng trong suốt thời gian qua. Nhất là dịp lễ Giáng sinh đến rồi, dịp New Year đến rồi. Không biết quý vị sao chứ Xuân Hồng thích những ngày dịp lễ cuối năm quá à. Cái không khí nó làm sao quý vị ha, nó vui, nó nôn nôn làm sao, nôn nao làm sao đó. Thì cái món bò đúc lò vừa qua Xuân Hồng đã cùng với quý vị làm, Xuân Hồng cũng nhận được rất là nhiều sự khen ngợi của quý vị. Quý vị khen cái món thịt bò đúc lò ngon quá. Thì hôm nay là cái món khoai tây này mình ăn kèm với thịt bò cũng không kém phần ngon miệng đâu. Thôi bây giờ Xuân Hồng với quý vị sẽ qua bếp và mình làm cái sauce cheese với sữa tươi để mình trộn với khoai tây mình đúc lò cho quý vị. Quý vị thân mến, Xuân Hồng cho một cây bơ, một hộp bơ có 4 cây quý vị. Chúng ta cho một cây bơ vào cái chảo, hoặc là cái nồi đang sôi nha, đang nóng. Rồi Xuân Hồng đã đều lên nè. Quý vị tiếp tục cho vào cho Xuân Hồng là một củ hành tây mà hồi nãy Xuân Hồng với quý vị thái hạt lựu đó, cho vào cho nó thơm thơm. Khi hành tây với bơ đã hòa quyện vào với nhau mà hành tây thơm thơm rồi đó quý vị, Xuân Hồng cho vào là 3-4 muỗng canh bột all purpose flour. Quý vị đong vơi vơi như thế này nha, 4 muỗng canh bột all purpose flour. Rồi đảo đều lên. Thì cái bột của mình nó sẽ có tác dụng làm cho cái sauce cheese của mình nó sệt sệt đó quý vị. Ngon quá.
Rồi cái vị đảo bột với lại bơ hòa quyện vào với nhau thì Xuân Hồng nhanh tay cho 3 thắp sữa tươi, 3 thắp sữa tươi vào quý vị. Cho từ từ như thế này nha quý vị. Đó, để cho cái bột mình nó đừng có móng cục chứ không gì chứ. Đó. Rồi, Xuân Hồng để cho cái hỗn hợp sữa này nó sôi lên là Xuân Hồng cho ngay 3 thắp rưỡi bơ, 3 thắp rưỡi cheese hoặc là 4 thắp tùy theo quý vị thích ăn cheese nhiều hay ít nha. Xuân Hồng cho là khoảng 3 thắp rưỡi cheese, cheese hiệu này nếu quý vị hiệu nào cũng được hết. Xuân Hồng dùng cái loại này đây. Đó quý vị thấy nè. Cheese màu gì cũng được quý vị thích nha. Thì đây quý vị thấy là mình đông như thế này, đây đây đầy đầy một chút xíu nha. Tùy theo cái thích của mình quý vị cho nhiều hay ít, nhưng mà Xuân Hồng cho tới 3 thắp rưỡi 4 thắp thì nó mới ngon đây nè quý vị. Đó, cheese đây. Rồi bây giờ chờ Xuân Hồng chút xíu cho cái hỗn hợp sữa với bột với bơ này nó sôi nha. Nhanh lắm quý vị, khoảng 5 phút đồng hồ thôi à là sôi rồi. Sôi xong cái mình mới cho cheese vô, mình đảo đều lên là tắt lửa. Rồi sau đó mình đem cái hỗn hợp cheese với sữa tươi này qua bên kia, rồi mình trộn với khoai tây để mình đút vào lò. Quý vị thấy khoai tây mình nó ngon, đút vào lò xong cái hả nó có mùi, nó thơm mùi cheese béo béo bơ, và nó thơm mùi cái cây ngọt parsley nữa. Mà quý vị nhớ ăn nóng với lại bò đút lò nha, hoặc là thịt gà cũng ngon nữa quý vị. Nhưng mà mình tốt hơn hết mình ăn với cái thịt bò đút lò mà Xuân Hồng với quý vị làm cái xôi trước đó. Rồi quý vị thấy cái hỗn hợp sữa của mình nè, ngon chưa? Và bây giờ Xuân Hồng thấy sôi sôi, Xuân Hồng cho 3 thắp sữa chi vào nha. Đó, Xuân Hồng cho 2 thắp rồi, 3 thắp này quý vị, cho thêm chút xíu nữa nha. Rồi, bây giờ Xuân Hồng đảo đều nè. Rồi bây giờ Xuân Hồng tắt lửa nha quý vị. Tắt lửa cái nồi chi này rồi đó. Quý vị thấy hỗn hợp chi với sữa tươi của mình ngon chưa? Yummy, ngon quá. Rồi bây giờ Xuân Hồng với quý vị sẽ tiếp tục qua bên kia. Mình sẽ cho khoai tây vào cái tray mà đút trong lò được đó. Tức là mình cho cái hỗn hợp chi này lên trên mặt nha quý vị. Quý vị thân mến, bây giờ là Xuân Hồng với quý vị đang làm cái món là khoai tây đút lò. Thì đây là những cái lá parsley Xuân Hồng cắt vừa vừa ra như thế này đây. Nếu mà quý vị thích thì cho vào, còn không thích thì thôi cũng được nha. Nhưng mà Xuân Hồng thích cho vào nó thơm thơm mà cái màu sắc nó đẹp lắm. Và trước khi xếp khoai tây vào tray đó, Xuân Hồng cho chút xíu dầu ô liu trên cái đáy tray như thế này để nó khỏi khoai tây mình nó khỏi dính vô cái mâm. Rồi bây giờ Xuân Hồng nhanh tay cho một lớp khoai tây này quý vị. Đó, Xuân Hồng cho một lớp khoai tây nha. Một lớp khoai tây mỏng mỏng thôi. Rồi bây giờ Xuân Hồng nhanh tay là múc cheese, múc cái hỗn hợp cheese này vào. Quý vị thấy cái cheese mình nó ngon, Xuân Hồng lấy cái chén để mình hứng cho nó chảy ra ngoài. Đó quý vị thấy cheese của mình, cái hỗn hợp cheese, sữa tươi rồi bơ. Wow, ngon quá. Chảy đều lên nha quý vị. Chảy đều lên cái khoai tây này. Đó quý vị chia làm 3 lần được rồi. Cái hỗn hợp cheese này quý vị chia làm 3 lần nha. Wow. Rồi bây giờ Xuân Hồng là cho chút xíu muối, chút xíu tiêu để cho nó vừa vừa ăn đúng nè, chút xíu parsley. Rồi bước kế tiếp là Xuân Hồng lại xếp khoai tây lên trên mặt cái chi này. Đó, các vị thấy hay không, ngon chưa? Cái món này làm rất là nhanh gọn lẹ quý vị, mà mình ăn với roast beef ngon ha. Rồi chút xíu muối nha quý vị, cho nó đậm đà cái khoai tây mình, chút xíu tiêu nè, parsley nè. Rồi bây giờ cheese. Đó, Xuân Hồng chảy đều chi lên. Xuân Hồng tưới đều chi lên nha. Cái một lớp cheese, một lớp khoai tây nha quý vị. Và nhớ cái lớp khoai tây mình là có chút xíu muối và tiêu cho nó thơm thơm. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục là Xuân Hồng sẽ cho khoai tây lên. Đó, cái một lớp khoai tây, một lớp cheese. Cái món này làm rất nhanh, gọn lẹ quý vị ha, nhưng mà lại ngon. Mình ăn kèm với lại những cái món chính khác cho cái dịp lễ Giáng sinh này cũng tuyệt vời lắm. Đó, Xuân Hồng cho tất cả khoai tây lên nha. Nhanh gọn lẹ vô cùng. Rồi bây giờ muối nè quý vị. Muối nha, cho một ít muối nè. Đừng có nhiều quá nó mặn nha quý vị. Tại chi nó cũng hơi mặn mặn rồi, tiêu nè quý vị. Rồi parsley. Đó. Rồi bây giờ Xuân Hồng tiếp. Và khi mình đút lò, cái chi với cái sữa tươi này nó chảy ra, nó hòa quyện vào với lại cái khoai tây của mình.
Không quá. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho hết tất cả số chi còn lại trên trên mặt cái mâm của cái khoai tây mình rồi. Bây giờ Xuân Hồng cho cái vụn bánh mì, tức là bột xù, người Việt Nam gọi là bột xù đó quý vị. Tại vì Xuân Hồng muốn ở trên mặt của cái mâm khoai tây của mình nó thiệt là thơm ngon, nó dè, nó giòn, nó vàng đó. Xuân Hồng cho một lớp bột xù lên nha. Đó, quý vị thấy cho một lớp bột xù lên nè. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy giấy phôi, giấy bạc đậy kín lại, đút vào lò ở nhiệt độ là 400 độ một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị mở giấy bạc ra, phôi, tức là nướng lửa trên khoảng 5-10 phút cho ở trên mà trên mặt của cái tray khoai tây của mình nó vàng rực lên, giòn rụm là mình đem ra. Thế là quý vị cứ sắn từng miếng mình ăn với lại bò đút lò nha quý vị. Nếu thích thì quý vị cho thêm một ít parsley lên cho nó đẹp và nó thơm. Rồi thôi bây giờ Xuân Hồng lấy giấy phôi đậy kín lại và đút vào lò 400 độ một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị mở giấy phôi ra, mình nướng lửa trên 5-10 phút cho nó vàng rực lên, quý vị đem ra ăn nóng với lại bò đút lò của cái xôi trước Xuân Hồng làm đó. Chờ Xuân Hồng chút xíu, Xuân Hồng đút lò cái khoai tây này cho nó chín nha, rồi đem ra cho quý vị coi thử rồi nó ngon không. Giờ lấy giấy phôi đậy lại nè quý vị. Rồi bây giờ Xuân Hồng đút vào lò nha. Quý vị thân mến, vậy là quý vị với Xuân Hồng đang làm cái món khoai tây đút lò. Thì khoai tây Xuân Hồng đang đút trong lò đó quý vị thấy thơm phức à, thơm mùi cheese, mùi bơ, mùi sữa tươi nữa. Mùi khoai tây mà đút trong lò nó cũng thơm quý vị ha. Thì cái show trước Xuân Hồng với quý vị đã có món bò đút lò rồi. Quý vị thấy cái miếng thịt bò đút lò Xuân Hồng mới cắt ra này ngon chưa? Rất là juicy, màu hồng hồng, nước cái chuối sẽ chảy ra ngon ơi là ngon. Đi kèm với một lát bánh mì quý vị ha, một ly rượu đỏ. Bây giờ Xuân Hồng lại vô trong lò, Xuân Hồng bưng cái tray khoai tây ra, Xuân Hồng lấy một miếng khoai tây cho lên dĩa này. Vậy là quý vị có một món tuyệt vời để cho cái dịp lễ Giáng sinh với New Year. Bây giờ Xuân Hồng vào lò, Xuân Hồng lấy khoai tây ra. Đây là cái tray khoai tây đút lò của Xuân Hồng, nóng hổi luôn này quý vị, xèo xèo ngon chưa. Giờ Xuân Hồng sắn ra một miếng nha quý vị. Ngon quá. Rồi Xuân Hồng để ra dĩa nè. Wow, tuyệt vời. Rồi, không còn chần chừ gì nữa, Xuân Hồng có một ly rượu đỏ đây rồi, Xuân Hồng sẽ ăn thử rồi nói cho quý vị biết nó ngon như thế nào nha. Trang trí chút xíu ngò tây như quý vị, parsley cho nó đẹp đẹp, có màu xanh xanh nè. Yummy, đẹp quá. Đó, quý vị thấy một cái món ăn tuyệt vời không? Ngon quá ha quý vị. Giờ Xuân Hồng trước khi ăn, Xuân Hồng chế chút xíu nước sốt lên thịt bò quý vị, cái gravy mà hồi nãy mình làm đó quý vị. Wow, ngon quá. Đó. Rồi bây giờ là Xuân Hồng với quý vị ăn thử nha. Mà Xuân Hồng tin chắc cái khoai tây đút lò mình ăn với thịt bò đút lò nó hợp nhau lắm quý vị, nó ngon lắm, kèm thêm một ly rượu đỏ nữa. Và cảm ơn quý vị thiệt là nhiều đã theo dõi cái show khoai tây đút lò ngày hôm nay. Chờ Xuân Hồng chút xíu, Xuân Hồng ăn thử rồi nói cho quý vị biết nó ngon như thế nào. Đặc biệt là Xuân Hồng phải uống miếng rượu đỏ để ăn với cái miếng thịt bò và khoai tây. Wow, ngon quá quý vị. Ăn miếng thịt bò trước nè. Cái miếng thịt bò đút lò cái show trước Xuân Hồng với quý vị làm đó. Mềm mại ngon quá. Cái sốt quý vị kem mùi rượu đỏ. Rồi bây giờ Xuân Hồng ăn miếng khoai tây nha quý vị. Khoai tây đút lò, wow. Trên mặt thì vàng giòn, ở dưới thì mềm, juicy, nóng hổi à. Ngon quá. Vừa ăn vô cùng quý vị. Nhớ rắc chút xíu muối, chút xíu tiêu lên cái lớp khoai tây nha. Sau đó quý vị mới chế một lớp cheese, cheese với sữa tươi và Xuân Hồng của quý vị xào ở bên kia đó. Để Xuân Hồng nhắc lại cái cách làm cái sốt cheese để mình cho lên khoai tây nha quý vị. Tại vì Xuân Hồng cứ phải nhắc đi nhắc lại sợ quý vị bị miss á. Mà khi mà món ăn của quý vị mà share với quý vị trên đài truyền hình đó, quý vị làm thành công Xuân Hồng vui lắm. Cho nên nhiều khi Xuân Hồng cứ nhắc đi nhắc lại là vậy đó thôi. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa nè, để quý vị có một món ăn ngon trong dịp lễ Giáng sinh nha. Đầu tiên á, quý vị dùng 8-10 củ khoai tây. Quý vị gọt bỏ đi, cắt lát mỏng mỏng, cho vào thau nước lạnh, nhớ cho vào một miếng chanh cho Xuân Hồng để cho cái khoai tây mình nó đừng có đổi màu, nó đừng có màu nâu ha, nó đẹp đẹp. Khoảng 15 phút sau quý vị xả nước lạnh vào, rửa thiệt sạch những cái lát khoai tây mà có ngâm nước chanh trong đó đó. Quý vị để ra cái rổ cho ráo. Sau đó quý vị là lấy cái nồi, bắt cái nồi lên bếp
cho một cây bơ vào cho thơm thì thơm, quý vị cho một củ hành tây đã thái hạt lựu vào xào với bơ cho nó thơm lên. Sau đó quý vị cho vào cho sương hồng là 4 muỗng canh bột all purpose flour, 4 muỗng canh gạt thôi nha quý vị, đừng có cho đầy. Quý vị xào bột với lại cái bơ với lại hành tây cho nó thơm lên, nó đều hòa quyện vào với nhau. Quý vị cho vào cho sương hồng là 3 cốc sữa tươi. 3 cốc sữa tươi quý vị cho từ từ thôi nha, một tay cho một tay quý vị đảo đều lên. Rồi sau đó là quý vị sữa tươi nó hơi sôi sôi lên, quý vị đâm vào cho sương hồng là 3 cốc rưỡi cheese, cheese tùy theo ý thích quý vị, rồi đảo đều lên là quý vị tắt lửa. Rồi bưng cái nồi chi đó qua bên này, cứ trong một cái mâm để nướng đó, quý vị cho một lớp khoai tây, quý vị rát một lớp muối, một lớp tiêu, rồi sau đó là quý vị cho một lớp cheese, hỗn hợp cheese mà mình mới nấu đó, rồi một lớp parsley, chút xíu parsley cho thơm thơm, sau đó lại một lớp khoai tây, một lớp cheese, nhớ là chút xíu muối, chút xíu tiêu thôi, đừng cho nhiều, nó mặn đó quý vị. Rồi lại chi, lại parsley, rồi lại khoai tây, rồi muối tiêu, lại cheese, lại parsley. Rồi cái mặt trên cùng quý vị cho cái bột xù, tức là bột bánh mì, một lớp như vậy để cho nó giòn, nó vàng. Rồi quý vị lấy giấy phôi với bạc chùm kín lại, cho vào cái oven nướng 1 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ là 400 độ. Sau 1 tiếng đồng hồ quý vị mở giấy phôi ra, quý vị nướng lửa trên, tức là broil đó quý vị, 5-10 phút cho cái mặt trên của cái mâm khoai tây mà nó vàng ươm lên, vàng rực lên. Rồi quý vị đem ra ăn nóng với thịt bò đút lò, thiệt là tuyệt vời. Thôi bây giờ Xuân Hồng uống miếng rượu đỏ rồi chào tạm biệt quý vị. Thịt bò đút lò, khoai tây đút lò, ăn rồi uống miếng rượu đỏ thì nó hợp nhau quá quý vị. Xuân Hồng cảm ơn quý vị thiệt là nhiều nha, đã theo dõi cái show mà khoai tây đút lò ngày hôm nay, đã theo dõi cái show Lửa Hồng trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt năm mới sắp đến rồi, Xuân Hồng kính chúc quý vị cùng với người thân thương của mình có một năm mới thật là nhiều hạnh phúc. Cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng. Xuân Hồng lấy mình thiệt là may mắn và hạnh phúc là làm được những gì mình yêu thích. Tại vì Xuân Hồng thích nấu ăn, rồi được làm nhà hàng Nha Trang, rồi được quý vị ủng hộ, phải không nè? Cái đó là may mắn vô cùng rồi. Xuân Hồng chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong cái show Lửa Hồng lần sau. Bye bye quý vị.